sau dịch mọi người vẫn ổn ha? Dạ vẫn ổn anh, em vẫn lên ký đều anh. Lên ký đều. Ờ, vẫn lên ký đều. Trời ơi, nghỉ 5 tháng trời luôn á. Dạ cỡ đó. Đúng rồi thì thấy hơi phát tướng rồi đó. Dạ. Ký vẫn lên đều. 20 tháng 5. Tới giờ 10 tháng 5 nữa. Dạ. Có bán lại thứ hai được rồi thôi. Mới bán lại luôn đúng không? Lần trước anh, thứ hai lần trước anh. Ờ, em mới lần thứ hai trước luôn. À, chào cả nhà, thì sau dịch thì quán cà phê Điệp đã phục vụ khách trở lại rồi đó cả nhà. Mình chưa làm gì? Có sức xôi. Dạ? Bột xôi. Mấy bịch. Dạ gì nữa mà bột xôi. Dạ không đúng đủ. Đậu xanh một bát. Đậu xanh xôi hay xanh không? Dạ xanh xôi một xôi bột chuối hả? Dạ xôi bột chuối. Dạ cũng 26 á. 26. Hiếu anh thấy bữa hôm có cô nào phù gì Hiếu? À mẹ em anh. À mẹ hả? Dạ sếp. À, dạ. Bữa hôm đi ngang. À dạ. Bữa mẹ em ơi, mà giờ tới nữa mẹ em mới ra. À. Dạ mấy bữa đầu luôn, dạ mấy bữa đầu lu bu thì ra luôn. Ồ. Cái này cũng được chút rồi thì nghỉ ngơi chút nữa chút mới ra sau. 74. Dạ cảm ơn nhiều. Nói vui vui rằng là sau 5 tháng biết là nấu chè có còn ngon hay không quên luôn. Dạ. Ngày đầu còn lộn cộng luôn. Dạ lộn cộng luôn. Lộn cộng luôn đúng không? Quá lộn cộng thiệt vô tình luôn. Dạ. Nghỉ lâu quá mà. Nghỉ nửa năm trời luôn. Nè. 20 tháng 5 tới 1 tháng 11. Mọi người còn khỏe là mừng rồi. Dạ mọi người bình an là mừng. Giờ gặp được khách là mừng thiệt. Chưa được cái. Hôm nay có món chè mới hả? Dạ không anh chờ bà. Dạ không hết dạ. Dạ bà. Có vừa không hả? Dạ đâu có, ngày nào cũng có. Dạ nhưng mà mấy lần chắc anh ra sớm là có xô. Ờ chắc vậy đó. Dạ dạ. Bên Nguyễn Thiên Hiền chính. Dạ bắt đầu em ra dọn ra bán sớm hơn. Bữa này sớm hơn á, 5 giờ là có rồi đúng không? Dạ 5 giờ là có rồi, tầm 4 giờ mấy, 4 mấy 5 giờ là có rồi. Thường thường á, hồi xưa á thì 5 rưỡi Hiếu mới ra. Dạ 5 rưỡi 6 giờ rồi đó. Dạ. Giờ chánh ế. Dạ. Tranh thủ bán sớm này nghỉ sớm. Dạ với lại tối vắng khách lắm mà. Đúng rồi. Dạ tối vắng lắm, tầm 8 giờ mấy khách. Nó chưa ổn lại đó. À nguyên liệu nó lên thì mình có lên chút hả? Dạ em có lên chút à. Dạ. Hơn 13 ngàn. Sao chị? 13 ngàn một cần cả nhà. Hồi xưa là 12. Kéo ra đường cũng không dám ra mà đi chích ngừa mà thấy rung luôn á. Dạ. Hàng rào không. Hiếu lên được mấy ký vậy? Dạ em biết rồi anh. Leo lên sợ sập cân. Ờ, leo vô không giống cân luôn. Dạ. Tròn hôm trước mà tốc độ cũng vậy. Bây giờ múc chè còn nhanh không? Dạ cũng được anh. Hên quá vẫn còn không tới nổi. Dạ. Ờ vậy là được rồi. Trước còn phút 10 bịch, giờ là đặt đầu ra tưởng 10 phút 1 bịch không á. Tên quá vẫn đỡ. Dạ. Bữa đầu ra hơi lòng còn á. Dạ, hơi lòng còn. Dạ. Mấy bữa nay là em ơi. Dạ. Cả nhà Thảo nhắc lại cái địa chỉ là quán chè Cô Điệp là vẫn là cái địa chỉ hẻm 41 đường Võ Văn Tần, đó, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh nè. Tầm 5 giờ mọi người ra là có chè rồi. Thì quán chè Cô Điệp là vẫn những cái món chè quen thuộc thôi. Anh đây chú. Dạ rồi. Dạ có hai đổi giúp rồi giờ em bán ly luôn.
bán ly à, bán ly làm ly tại chỗ thôi, thôi chưa chén. Có chén dạ thôi làm chén đúng không dạ làm chén bây giờ cũng chưa em thành ra là đi cho nó gọn tiện dạ ăn xong rồi bò luôn dạ chứ không cảm thấy gì dạ cảm ơn cái này là chè khoai môn anh hiểu không chè khoai môn dạ cái này là khoai môn là cả nhà môn mềm đâm lắm cái này là chè bắp này hàng giới thiệu từng món chè rồi quán chè của Điệp rồi cái này là bánh chuối bánh chuối cái này là chi giò chè chuối chân cái này chuối chân chè chuối trái dạ rồi cái này chè đậu trắng đúng không đậu trắng anh dạ đúng cái rồi đậu trắng rồi qua bên là đậu xanh một bán đậu xanh một bán rồi chè bà ba ha chè bà ba dạ rồi hồi cuối là chè bà ba những mấy cái món thân thuộc là những món quen thuộc một cái điều là rất là đặc biệt là cái quán chè của Điệp là nó ít ngọt lắm nhờ cái đặc trưng của nó là ít ngọt cho nên khách ăn ngoài cũng có ngán là ngày nào cũng có thể là ghé chè của Điệp ăn ghiền ha chứ còn mà ví dụ chè mình ăn ngán quá thì vài ba ngày mình mới ghé dạ giờ nấu ngọt kiểu nó khách sợ mà sao hay vậy sao biết không thích ngọt mà nấu mà thì dạ thì cũng nhiều khách góp ý nên em cũng dạ thì hồi chưa trước là em nghe kể là mẹ hồi xưa nấu cũng ngọt lắm cái sau cái khách góp ý thì bắt đầu mới đổ lại từ từ thì giữ luôn cái vị luôn đó dạ. Giờ thành chè không ngọt nó chè ít ngọt á ngọt dạ nhưng bây mà vẫn giữ đặc trưng nha chứ không phải lạc nhách là lạc nhách thôi dạ người ta vẫn sợ đường lắm người ta sợ đường ngọt vậy. Nhờ cái chè nó ít ngọt cái khách ăn hoài nó có ngán chè chuối môn bắp nấm chuối đậu trắng đậu xanh màu ba đấy là ba một bịch dạ môn một bịch môn à gì đó mà cái chừa là hai cây hai bà một môn nó ăn dạ ba chín á có bò chị dạ bò chưa làm lại luôn bò không nghĩ kỹ anh em nữa rồi bắp chân mấy chuối cũng vừa riêng luôn á chị nào ok em hiểu rồi còn bỏ cuốn ngoài kia chưa hai bắp cục đậu con bán của chơi chị này dạ nghỉ mới nửa mới mỹ nửa năm chứ mấy sương sương mới nửa năm rồi giờ dạ, sợ vậy đông lắm vừa giàu quá mà vừa giàu quá là sợ đâu có đâu đâu nhà ăn mì gạo ăn mì gói ghét mặt mà chứ gì đâu mua chưa sợ nhà dịch mà ăn mà mập ra vậy là hiểu rồi đó ăn mì gói á ăn mì gói nhiều mập anh ơi có đâu nói chơi với tại vì dịch quá để nó đầu mà vừa ra đồ đạc nó giá cả nó lên hết trơn á nên không dám ra liền kiểu này ngọ giá cả nhảy nhót khó chịu lắm vậy là 6 miếng ha rồi à dạ lỡ rồi mở bao nhiêu vậy cái nó dính gì nó không chị nó sợ hai bắp đúng không hai bắp một đậu hai bắp một đậu nước dừa ít quên
ok. Rồi cho em gửi luôn. Rồi 13 kêu ra 5 3 36 hơi 39 169. Dạ. Em cảm ơn. 39 31. Rồi cảm ơn chị em gửi 33 dạ dạ đúng rồi, không em sao động tiền chị thôi, mất công à, cảm ơn chị. Dạ mấy tháng trời mới gặp lại ha, mừng ghê. Dạ dạ rồi, hai chiếc, hai và ba luôn, ghê hồn luôn. Hai bà ba. Dạ không cảm thấy giùm nha cô. Dạ cảm ơn. Dạ hai bà. Hai bạch hả? Có thêm gì đâu. Hai mươi sáu. Dạ có. Giá 13 ngàn chị. Đồng giá. Dạ giá nào không vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mắt khỏi chịu ghê tụt rồi. Giá bên chi vậy? Hai đậu trắng ha. Dạ. Chị gì vậy? Dạ. Dạ bắp môn đậu trắng. Bà ba. Dạ rồi, một bà ba. Rồi, thấy mì nóng không chị? Dạ bắp môn, bánh chuối, dẻ chuối. Chị ăn cái này là chị bắp. Dạ đậu xanh gì? Ờ, chè đậu xanh gì đó. Đậu xanh một bán. Bắp ở này. Rồi. Cái nào nữa? Bánh chuối. Chè chuối nữa. Bánh hay chè? Bánh bánh chuối. Dạ rồi, hai ba đi. Rồi của anh chị ba gói, anh chị thêm gì nữa? Dạ rồi, của chị 39 hết tổng cộng. Bà ba dạ đây. Dạ 39 hết. Dạ cảm ơn. Dạ. Chè vậy. Thêm bị đó nha. Dạ. Với lại ăn với ăn cái gì trời, với lại chè đó thêm. Phải môn mới chị hay bắp? Ờ. Môn. Bắp đi, bắp đi. Bắp ha. Dạ rồi. Ok. Bắp bà. Rồi. Hỏi bà đi, có bà đi rồi. Dạ rồi. Rồi, tổng sao làm? Coi trên Facebook á. À dạ. Để giờ hỏi người ta. Rồi, cảm ơn anh chị. Tối chú dạ, này. Anh chị anh thử dạ. Để cảm ơn nhiều. Chú này ạ. Bao nhiêu? Dạ, chú này nè. Bịch hả? Thấy 10 thôi. 10 đi. Lấy
Dạ, bánh muối, bánh chuối hay chè chuối? Chè chuối trái. Dạ. Bánh chuối. Dạ rồi. Dạ thấy gì nữa? Dạ đậu trắng. Dạ có luôn. Hấp với bánh chuối ha. Dạ. Dạ được. Dạ cột luôn. Tôm dừa chứ. Mày anh. Cái gì hai gói vậy thêm gì nữa không? Dạ 26 nè. Đó cho 6 muỗng. À, anh để vô riêng không hay là vừa chung? Chung luôn. Chung luôn anh? Ừ. Rồi luôn. Để nó ăn liền. À rồi. Ăn cơm rồi đó. À, ăn cơm. À, ăn cơm. Dữ vậy hả? Ừ, ăn được 2 chén chè. Quá dữ vậy. Sao chén miệng? Chén miệng 2 chén chè. Hai bắp quảnh luôn. Rồi. Rồi anh thêm nào nữa không? Thôi ăn 2 cái thôi hả? Ừ. Ok, em khuyến mãi nè. Rồi. Cảm ơn Hiếu nha. Rồi ok anh. Lâu lâu gặp lại mừng rồi. Dạ. Hai bữa này gặp nhau là mừng á. Dạ. Quay chè đó là chị cứ mua thoải mái đi. Dạ. Số cục hả? Dạ. Quay chè với em. Chứ là quay em đúng không? Chứ là quay em. Hiếu, Hiếu. Số 4 nè. Số 4 nè. Cảm ơn. Đậu luôn. Số cục của Trang ơi. Chưa rồi. Bột đậu luôn. Dạ rồi, của mình 13 ngàn. Cô bột đậu luôn con. Dạ, môn xanh. Cơm đậu sao con luôn. Dạ 26 cô. 26. Dạ, cảm ơn chứ. Có thôi, dạ chỉ sao đi. Dạ, cảm ơn chứ. Một có bột đậu không sao luôn cậu ạ? À? Một đậu bỏ bao rồi đó. Môn xanh luôn. Môn xanh. Dạ 26 không? Có rồi. Nhắc lại cái địa chỉ quán chè của Điệp, một cái là cả nhà 241 đường Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đó cả nhà. Tầm 5 giờ chiều là dọn ra bán. Thì mọi người nếu mà ai mà thích ăn chè thì có thể ghé ở cái địa chỉ này. Em Hiếu bán đây. Rồi anh cảm ơn Hiếu nha. Dạ cảm ơn Hiếu.